Xin chào mọi người, nhất là các anh chị sinh năm 1969, tuổi Kỷ Dậu. Thì là hiện tại em đang nhận được rất là nhiều cái comment vào cái tuổi Kỷ Dậu này. Tại vì em không hiểu như thế nào, nhưng mà mọi người, tất cả các tuổi khác cũng vậy. Có thể là những cái tuổi em đã làm thì mọi người đều comment vào và hỏi là 6 tháng cuối năm này vận hạn nó như thế nào. Em nói rõ hơn và để cho các anh chị phòng tránh thì nó tốt nhất. Thì để làm thể hiện cái việc đó thì em sẽ tuần tự sau đây em sẽ đọc tất cả các clip mà em đã làm về tuổi trọn đời và một số cái thống kê nhỏ về 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 cả năm. Thì có thể là chắc là ở cuối video cho nên là anh chị coi đến phần màu sắc rồi cái anh chị tắt thì không để ý. Hôm nay thì em sẽ làm lại clip này và luận chi tiết hơn 6 tháng cuối năm về cái tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969 và năm nay 49 tuổi. Thì tuổi này á thì năm nay á thì không có vướng hoàng ốc kim lâu là năm tai. Nếu mà không vướng hoàng ốc kim lâu thì rất là tốt để xây dựng nhà cửa, lập mới. Nhưng tuy nhiên á, là cái tuổi này năm nay á, là do là năm tuổi, cho nên là nó bị hình thái tuế, bị cái sao thái tuế bủa vây trong cái năm những người tuổi Dậu năm nay. Nhưng mà tuổi Kỷ Dậu thì là chỉ bị hình thái tuế, không bị trực thái tuế như là Tân Dậu, tức là Tân Dậu 1981 á, thì họ bị trực thái tuế thì họ sẽ nặng hơn. Còn Kỷ Dậu của mình thì như thế nào, bây giờ anh sẽ luận đoán rõ ràng hơn các chi tiết. Kỷ Dậu á, nếu như mà cái tuổi này á là hàn can á, chữ kỷ á, thuộc hành thổ, hàn chi chữ dậu á, thuộc hành kim, cho nên đó là cái này á, là cái người tuổi Kỷ Dậu này á, là có can sinh chi, đây là một cái điều rất là thuận lý, rất tốt, là gốc sinh ra cái can sinh ra cái chi thì rất là ok. Cái người này á, là người mà có thực lực, thấy không, và trong cuộc sống á, dễ có nhiều thành công. Họ làm dễ dàng thành công hơn, có nhiều cái sự may mắn nhất thiết. Tuy nhiên á, là những cái người mà ở tuổi này á, cả nam lẫn nữ, thì do tuổi này á, là 1969 là mạng thổ, đất trạch thổ nhưng mà là thổ âm, cho nên những người tuổi này gọi là những người tuổi âm. Tuổi âm mà họ sinh vào những tháng như là 1, 3, 5, 7, 9, tức là những tháng như là những tháng đó, thì những tháng đó là những tháng dương của năm đó, năm nay, năm năm Đinh Dậu, năm Kỷ Dậu, đúng không? Những tháng đó là những tháng dương, còn 2, 4, 6 là những tháng âm. Nếu như mà những người nào mà sinh vào tháng lẻ thì đó là cái người gọi là âm dương không có thuận lý, hoặc là âm dương nghịch lý. Mà âm dương nghịch lý thì sao? Âm dương nghịch lý, những người mà sinh vào đấy thì số mạng của họ sẽ gặp nhiều trắc trở, không có suôn sẻ trong cuộc sống. Thông thường những người này á, thì hay gặp khó khăn, hay gọi là không có suôn sẻ trong cuộc sống, hay gặp những rắc rối hơn là những người mà sinh vào tháng chạp, tức là tháng âm. Họ tuổi âm sinh vào tháng âm là âm dương thuận lẽ thì họ sẽ là may mắn hơn những người tuổi tháng tháng chẵn ha. Rồi xét bản mệnh thì ngũ hành thì nữ của cái tuổi này thì mệnh mộc này, cung tốt, nhưng mà nạp âm ngũ hành là hành mộc, mà nạp âm ngũ hành mộc nó khắc tổ hốt thổ, là nạp âm nó tương khắc với ngũ hành, nghĩa là những người này, những người nữ thường là không có gặp thuận lợi trong cuộc sống, lận đận trong trung chuyên, làm ăn không may mắn, cuộc sống khó suôn sẻ như ý, đó là những cái người mà nữ tuổi Kỷ Dậu ha. Và đó là luận đoán chung thôi nha, những cái mà em chỉ nói chung chung thôi, cho em không có nói chi tiết nhiều, tại vì cái chi tiết thì em đã nói em ở kia rồi. Thì còn cái nam ở tuổi này á, thì thuộc là cung khôn, mệnh 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 thổ cung khôn, hành cũng là hành thổ luôn, nạp âm không tương sinh, không tương khắc với lại ngũ hành. Thì những người này thường họ dựa vào năng lực để khẳng định mình và từng bước xây dựng cái riêng của mình.
ít có sự được nhận được cái sự giúp đỡ từ gia đình, nhưng mà họ cũng 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 không gia đình không có khả năng để giúp đỡ. Còn bạn bè đồng nghiệp chỉ là đôi khi là trong trong làm ăn cái tuổi Dậu này nam hay bị người ta ganh ghét đâm thọc sau lưng. Rồi lớn đó năm nay á, là kỷ Dậu á, là đinh gặp đinh Dậu khắc xuất hạn thái tuế thì bổ vây nên gặp gặp rất nhiều khó khăn trong công việc và tình cảm gia đình. Từ đầu năm giờ là một điều rất là chứng minh rõ ràng. Thì bây giờ là lần đón thì có những tháng còn lại ha, tại sao nó bị như vậy thì chắc là có lẽ là đầu năm mà mọi người đã đi xem tử vi, mọi người đã có quan tâm tử vi thì chắc là mọi người đã thấy rồi. Thì nam tuổi này á năm nay á, là làm không ra tiền, làm bao nhiêu mất bấy nhiêu, ngoài cái việc là thuộc năm 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 tuổi đúng không? Đinh á, kỷ á, thì nó khắc đinh là thiên thiên can kỷ khắc đinh là một cái rồi. Còn năm nay là còn vương vướng vô đại hạn thái bạc, cho nên là hao hụt tiền bạc, cơ thể thì bệnh hoạn, hạn thì tóm tật, tức là đề phòng tai biến mạch máu rồi này kia, những vật nhọn đâm vào người trầy xước ra máu. Chỉ có cái vận niên là long long ngộ vân, tức là rầu cặp mây là tốt thôi. Còn mạng thổ gặp năm hỏa, được cái này nè, thì năm này năm hỏa, hỏa sinh thổ cho nên là sinh 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 xuất là thắng lợi tốt. Nhưng mà địa chi tuổi Dậu gặp tuổi Dậu là hình là thái tuế bổ vây, hình thái tuế nữa cho nên là gọi là không tốt. Đó là những cái mà nó hiển hiển nhiên là từ đầu năm giờ các anh chị đã thấy rồi. Và bây giờ xem thử là bắt đầu từ tháng 6 này trở đi thì như thế nào. Tháng 6 là tháng mùi, tháng mùi thì cũng tháng 10 là tháng thủy, mà thổ thì khắc thủy, tháng này thì tháng tháng xung không tháng tháng mình khắc nó, tức là bản mệnh của thổ khắc thủy thì cái chuyện khắc nhẹ này nó cũng không quá nặng nề. Tháng sau là tháng tháng Mậu Thân, tháng Mậu Thân thì xem như thế nào ha. Mậu Thân là thuộc tháng thổ luôn, mà tháng thổ này đó là tháng thổ dương cho nên là âm dương của mệnh thì tương hỗ trợ lẫn nhau cho nên là cũng không có gì để gọi là nặng nề. Tới tháng 8 là tháng kỷ Dậu luôn ha, năm nay có tháng kỷ Dậu trong năm đinh Dậu, tháng này là tháng đã xung với năm rồi, kỷ khắc đinh mà Dậu là Dậu rồi, thổ thì hỏa sinh thổ thôi, chỉ còn được có cái đó thôi. Nhưng mà năm nay là tức là những lúc đó cái sao của cái tuổi kỷ Dậu bị rất là yếu, hình thái tế sao mệnh sao chiếu bản mệnh của mình yếu, hình thái tế nó che phủ nữa thì cái tật cái những cái nặng nặng nề nó sẽ bủa vây vào cái tháng 8 này. Tháng 8 này rất là nặng nề thì đối với cả anh các anh và các chị luôn, cho nên là mọi người cẩn thận ha, cẩn thận cái tháng 8 dù là không có mấy gọi là không có, đề phòng nhất là những vật nhọn vật sắc không để gần mình ha, không đi xa chạy xe cẩn thận. Tháng 8 này là tháng là sao bản mệnh mình đã yếu hoàn toàn, yếu nhất luôn trong các trong năm nay, cho nên là mình phải cẩn thận vừa tháng tuổi năm tuổi ha. Rồi cho nên là mọi người cẩn thận nhất nha. Rồi tháng 9 thì tháng Canh Tuất ha, tháng Canh Tuất Tuất thì cũng không có gì, tháng Tuất là tháng kim sinh xuất, thổ sinh kim thì cũng không có gì nặng nề, nó cũng chỉ là hao tài nhẹ thôi. Tháng 10 Tân Hợi, tháng Tân cũng không có gì luôn, Tân thì cũng bình thường. Tháng Nhâm Tý, tháng Tý, tháng Tý Tý Ngọ Mèo Dậu, tháng này là tháng xung, mà tháng xung của các
anh chị lại nhằm ngay tháng kỷ luôn, là mộc khắc thổ luôn, cho nên là tháng này cũng là một trong những tháng, nhưng mà cũng không bằng tháng 8. Tháng này thì hao tài thôi, không có hao sức khắc ấy thôi, nó không có cái sao cái hình thái tới nó cũng không đến nổi quá này. Cái này thì chỉ có 7 phần, cái tháng 8 là 10 phần, cái này thì 7 phần à. Nhưng mà tháng này thì chắc hao tài nhiều, tháng này nhất là các anh nam thì hao tài rất là nhiều, cho nên là các anh nam cẩn thận cái việc hao tài ha. Rồi tháng 12, tháng Quý Sửu thì được có một cái tháng 12 á, là tháng tam hợp thiếu âm, cho nên là tỵ dậu sửu, cho nên là dù là tháng khắc của bệnh là tháng mộc, nhưng nó cũng không quá gọi là gì? Không quá nó xui xẻo, thì hành mộc lúc này ngay cả cái nhâm tý tại sao nó nhẹ, nhâm tý cũng tháng 11, tháng 12 đều là tháng mộc, một cái mộc âm một cái mộc dương. Tại sao mà cái tháng nhâm tý này nó là tháng xung của tuổi kỷ dậu, mà tại sao nó không mát, là tại vì mộc nó sinh hỏa, hỏa sinh thổ, mà mộc thì nó sinh ra như vậy thì bản mệnh của cái tháng mộc này thì hành hỏa rất là lớn, mà hành hỏa lớn thì sẽ làm cho thổ khỏe hơn, vì hỏa sinh thổ mà, thì hành thổ nó cũng lớn rồi thì nó sẽ lấp được những cái xấu. Qua tháng 12 thì có thể là tháng 12 là tháng các anh chị có được cái sự an nhàn, có lại chút tài vọng ở trong tháng 12 này. Có thể là chắc anh chị đầu tư từ đâu rồi cuối năm người ta mới trả tiền ha. Có thể là người ta thiếu mình gì đó, người ta hẹn với hẹn lui, nhưng mà cuối năm người ta sẽ trả lại cho mình à. Đó là lần đón chung của các anh năm nay. Rồi để xem các chị coi thì năm nay nó không khá hơn không, thì theo em biết thì thường mà nam thấy bạch thì nữ thì thường là thấy âm à, thì đúng như vậy. Năm nay là nữ thì là có sao thấy âm, mà sao thấy âm là một cái sao ngôi lạnh, ngôi sao lạnh ha. Cầu công danh tịnh, cầu tịnh tài tịnh vật thì đó thì rất là tốt à. Hạn năm nay là huỳnh tiền, mà huỳnh tiền là an dương tinh thần và tịnh tâm tánh tốt, thuộc đó là thuộc cái hạn tốt. Vận niên là long gặp may thì là vận niên tốt. Thổ gặp năm hỏa là sinh nhập và tương sinh, ok. Dậu gặp năm dậu giờ hình thái tế giống như là của nam ha. Thiên can kỵ thì khắc xuất với lại đinh là đó, thì mọi thứ nó cũng vậy. Nhưng mà đều có một cái là thái âm, sao thái âm, dù rằng năm nay là mình cái sao chiếu mệnh của nữ gặp hình thái thoái kỵ dậu này đều bị yếu, nhưng mà sau năm sao hạn của mình của năm á, lại là sao hạn tốt. Dù có yếu đi nữa thì có cái sao hạn tốt thì mình cũng sẽ không có bị như mấy anh nam à, tức là mình đỡ hơn mấy anh nam rất là nhiều. Nếu mà luận đón năm nay luôn á thì các chị của tuổi này á, thì sẽ là người làm ra tiền à, mua bán thì cũng được, nhưng mà đều có một cái là do, nhưng mà là làm những việc, tức là năm nay bị hình thái tới thì tuy là nó có được cái sao thấy âm tốt, nhưng mà phải nhớ là một điều này, do mình vô năm kỵ, vô năm năm tuổi à ha, có hình thái tới rồi, cho nên là làm cái gì thì cũng phải cẩn thận và dần trước ngó sau. Tốt nhất đừng mở cái gì quá lớn trong năm này, đừng đầu tư một cái gì nó quá cái sức của mình, đừng vay mượn người khác. Tự vay mượn người khác trong năm tuổi thì nó thường là nó rất là khó khăn cho mình, cho nên là có bao nhiêu là bấy nhiêu thôi. À, năm địa chi tuổi dậu gặp năm dậu hình thái tuế thì cái việc mà về làm ăn thì năm nay của anh chị có thể là thu được bằng tiền, nhưng mà việc về cái việc mà thiên can và địa chi nó kỵ nhau, nó không tốt, thì là sẽ làm cho chị cái tuổi này rất là dễ dàng gặp cái chuyện mà gây gỗ đồ trong gia đình, gặp cái chuyện bực dọc, nó không có thoải mái. Tại vì biết rồi mà, bạn giống như là lúc nào bạn có cái người giám sát ở sau bạn đó, chừng nào bạn xấu một cái là sao mệt, hay là cái thân thể bạn yếu một cái là cái xấu đổ ập lên người mình, là mình cảm thấy mình bị khó chịu trong người, và ai gặp mình mà ấy là mình kiếm chuyện liền ha. Cho nên là mình biết năm 6 tháng cuối năm này nó
còn cái hạn đó thì mình sẽ cố gắng tránh. Thì cũng như các anh ở trên thôi, thì nếu mà từng năm thì như đã nói thì tháng 10 thì không sao, à, các mấy cái tháng ấy thì chỉ để ý tháng 8, tháng 8 và tháng 11. Tháng 8 mà để ý cả về tốn tài, tốn tiền và tốn sức khỏe, bệnh hoạn và tai nạn ha. Tháng này rất là khó chịu các chị ha. Nhất là các chị là bị từ phần bụng trở xuống, các chị nên kiểm tra định kỳ những cái việc của phụ nữ, thì tháng nó bị hình thái tuế thì hay bị cái đó, đó là phụ nữ ha. Tháng 11 thì cũng như các anh, các tháng khác thì giống nhau, nhưng các tháng khác thì 11 thì các chị thì do là sao thái âm, cho nên là khi mà cái nhâm tý mà gặp hàng mộc này thì các chị sẽ tháng 11 tuy là không có thu được nhiều tiền nhưng mà vẫn vẫn rất ok. Luận chung năm nay các chị về làm ăn thì không có việc gì quá quá khó khăn, nhưng mà đều có cái sức khỏe và tình cảm gia đình, trong con cái này rồi này kia thì mình biết là mình gặp cái sao hình thái tuế, bị hình thái tuế bủa vây thì mình cẩn thận, mình làm sao mình gọi là nhịn nhục một tí xíu để nó thoải mái. Trên đây là những cái tổng hợp của em cho 6 tháng cuối năm của các anh chị tuổi Kỷ Dậu 1969. Chúc các anh chị có được những cái thông tin cần thiết để mình biết cương nhu trong làm ăn, và có được 6 tháng cuối năm hoàn mỹ và chuẩn bị đón một cái Tết vui vẻ. Bye bye, hẹn gặp lại các anh chị.